tay vào dây. Sau lượt chơi này là chơi thứ hai, các chị chúng ta có thể giữ tay vào dây. Chuẩn bị ạ, rất khéo léo. Các con mạch kiệt của chúng ta đang di chuyển vô cùng chậm chạp, vô cùng chắc chắn. Cố gắng lên, cố gắng lên. Các mạch kiệt màu vàng của chúng ta chuẩn bị về đấy rồi, cố gắng lên. Tiếp tục di chuyển đi, tiếp tục di chuyển. Rồi, bây giờ các chị ta phải giữ tay vào dây. Từ bây giờ trở đi.